Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý lớp 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập những nội dung chính để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2. Bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn lịch sử địa lý được làm dưới hình thức kiểm tra gồm trắc nghiệm 4 điểm, tự luận 6 điểm. Trong đó, số câu trắc nghiệm là 16 câu, gồm 8 câu địa lý, 8 câu lịch sử. Số câu tự luận là 4 câu, gồm 2 câu địa lý và 2 câu lịch sử. Các em sẽ làm bài trong thời gian là 60 phút. Hôm nay, cô sẽ ôn tập cho các em những nội dung chính của phần địa lý. Bài phần địa lý các em sẽ học những bài sau: bài 17, sông và hồ; bài 18, biển và đại dương; bài 19, lớp đất, các nhân tố hình thành đất, một số nhóm đất điển hình. Cô và các em cùng ôn tập lại bài 17, sông và hồ. Một là mã, sông và lưu lượng nước của sông. Một nhỏ, các bộ phận của dòng sông. Quan sát hình và kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa, các em sẽ thấy được rằng sông chính là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Và tất cả các con sông đều có một nơi bắt nguồn, đó là vùng núi cao, và hầu hết các sông sẽ đều đổ nước để ra biển. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông từ đâu? Quan sát hình, các em sẽ thấy được rằng nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các con sông chính là từ nước mưa, nước ngầm và nước băng tuyết tan. Một con sông sẽ gồm những bộ phận nào? Quan sát hình mô hình một hệ thống sông, các em sẽ thấy được rằng bộ phận đầu tiên của sông đó chính là sông chính. Bộ phận thứ hai đó chính là phụ lưu. Phụ lưu chính là những dòng chảy nhỏ có nhiệm vụ cung cấp nước cho sông chính, và vị trí của các phụ lưu sẽ nằm ở thượng nguồn của sông. Và bộ phận cuối cùng đó chính là chi lưu. Chi lưu là những dòng chảy nhỏ có nhiệm vụ chi nước, hay còn gọi là thoát nước cho sông chính, và chi lưu sẽ nằm ở vùng hạ nguồn của sông. Và các em lưu ý, cửa sông không phải là một bộ phận của sông, và cửa sông chỉ là nơi tiếp giáp giữa sông và biển. Phần 2 nhỏ, lưu lượng nước của sông. Vậy lưu lượng nước của sông là gì? Các em cùng quan sát sơ đồ sau. Thì các em sẽ thấy được rằng lưu lượng nước của sông là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong thời gian 1 giây đồng hồ, với đơn vị là mét khối trên giây. Lưu lượng nước của sông không ổn định mà có sự thay đổi. Vậy thì sự thay đổi lưu lượng nước sông trong một năm, người ta gọi đó là chế độ nước sông. Các em cùng quan sát hai hình ảnh. Cùng là một con sông, nhưng vào mùa mưa, lưu lượng nước sông lớn sẽ gây ra lũ lụt. Vào mùa khô, lưu lượng nước sông nhỏ sẽ dẫn đến là dòng sông cạn và nổi lên. Chúng ta có thể nhìn thấy được những bãi bồi cát ở dưới tận đáy sông. Cô và các em sẽ tìm hiểu về phần 2 la mã hồ. Hồ chính là một dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín và không trực tiếp thông ra biển. Chính vì vậy, người ta mới nói rằng hồ là một khoảng nước động tương đối rộng và sâu trong đất liền. Hồ, người ta sẽ dựa vào một tính chất của nước, rồi thì sẽ có được hồ nước ngọt và hồ nước mặn. Và cách phân loại thứ hai, dựa vào nguồn gốc hình thành, thì chúng ta sẽ dựa vào hồ có nguồn gốc từ tự nhiên và hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo là hồ do chính con người chúng ta xây dựng nên. Hồ có nguồn gốc tự nhiên sẽ gồm có những loại hồ sau: hồ vết tích từ khúc sông cũ, hồ miệng núi lửa, hồ băng hà, hồ hình thành do sự sụt lún của vỏ trái đất. Chính là những hồ do chính con người chúng ta xây dựng nên để nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho con người và cung cấp nước cho những hoạt động sản xuất như nông nghiệp, công nghiệp, v.v. Và đây là hình ảnh hồ Trị An ở Đồng Nai, hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Và ngoài ra, nước ta còn có nhiều hồ nhân tạo lớn nổi tiếng khác như là hồ Dầu Tiếng ở tỉnh Tây Ninh, hồ Thác Bà, hồ Hòa Bình, v.v. Cô và các em sẽ cùng ôn tập lại bài 18, biển và đại dương.
Vậy em có biết đại dương là gì? Đại dương chính là những vùng nước mặn rộng lớn, là một phần của thủy quyển trên hành tinh của chúng ta. Và trên trái đất có bốn đại dương, đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Và vào tháng 6 năm 2021, các nhà địa lý người Mỹ đã xác định rằng trên trái đất có thêm một đại dương nữa, đó là Nam Đại Dương. Vậy tiếp theo, biển là gì? Biển chính là một vùng nước mặn nhỏ, thường được bao bọc bởi một phần đất liền. Và biển có thể được đặt tên là một phần nhỏ của đại dương. Ví dụ như Biển Đông chính là một phần của Thái Bình Dương. Và trên thế giới, người ta thống kê được có tổng cộng 113 biển trên thế giới của chúng ta. Như vậy thì, các em có thể thấy được rằng, với tổng diện tích là 361,1 triệu km vuông, đại dương chiếm khoảng 71% tổng diện tích bề mặt trái đất của chúng ta, và trong đại dương có các biển. Và đây là bảng về diện tích của các đại dương trên trái đất. Thì qua bảng này chúng ta thấy được rằng đại dương có diện tích lớn nhất là Thái Bình Dương với diện tích 168,7 triệu km vuông. Và đại dương có diện tích nhỏ nhất là Bắc Băng Dương với diện tích 14,8 triệu km vuông. Hai la mã, nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương, một nhỏ nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình của nước biển và đại dương vào khoảng 17 độ C. Tuy nhiên, không phải biển và đại dương nào cũng có chung nhiệt độ là 17 độ C. Sẽ có những biển và đại dương nhiệt độ cao hơn 17 độ C và cũng có những biển và đại dương nhiệt độ thấp hơn 17 độ C. Vậy thì, nhiệt độ thay đổi phụ thuộc vào các yếu tố sau đây. 1. Vị trí địa lý. 2. Điều kiện khí hậu. Và 3. Những điều kiện tự nhiên khác. Trong đó, vị trí địa lý là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến nhiệt độ của nước biển và đại dương. Hai nhỏ, độ muối. Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35 phần ngàn, có nghĩa là trong 1.000ml nước biển thì sẽ có đến 35 gram muối. Tuy nhiên, độ muối của các biển và đại dương hoàn toàn khác nhau và độ muối của các biển và đại dương sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. 1. Nguồn nước sông đổ vào biển và đại dương đó nhiều hay ít. 2. Độ bốc hơi của nước trên biển và đại dương sẽ quyết định đến độ muối của vùng biển hoặc đại dương đó. Nhỏ, sự vận động của nước biển và đại dương, một nhỏ, sóng. Khái niệm của sóng. Sóng chính là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương. Và nguyên nhân sinh ra sóng chính là gió. Phân loại sóng thì sẽ gồm có hai loại, sóng biển bình thường và sóng thần. Và sóng thần các bạn đã biết rồi, nguyên nhân sinh ra sóng thần là do những trận động đất ngầm dưới đáy biển và đại dương. Và ảnh hưởng của sóng đối với con người chúng ta, sóng thần gây thiệt hại rất lớn về người và của. Vận động thứ hai của nước biển và đại dương đó chính là thủy triều. Thủy triều chính là hiện tượng nước biển dâng lên, hạ xuống trong một thời gian nhất định trong ngày. Và nguyên nhân sinh ra thủy triều chính là lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời, trong đó mặt trăng đóng vai trò chủ yếu. Phân loại thủy triều gồm có hai loại triều, đó là triều cường sẽ rơi vào ngày trăng tròn và không trăng, triều kém sẽ rơi vào ngày trăng khuyết. Và thủy triều có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất sinh hoạt, hoạt động của tàu bè và hoạt động của nhà máy thủy điện, vân vân. Vận động thứ ba của nước biển và đại dương đó chính là dòng biển. Dòng biển chính là sự chuyển động của các khối nước lớn trên biển và đại dương, tương tự như những dòng sông trên lục địa. Và nguyên nhân để có được các dòng biển đó là do các loại gió thường xuyên thổi trên trái đất của chúng ta, như là gió mậu dịch, gió tây ôn đới và gió đông cực. Phân loại dòng biển thì gồm có dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Vậy dòng biển có ảnh hưởng như thế nào? Thì dòng biển nóng gây khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Dòng biển lạnh gây khí hậu khô lạnh, ít mưa.
và nơi gặp nhau giữa dòng biển nóng và dòng biển lạnh là nơi đây có rất là nhiều phù du sinh vật biển sinh sống. Chính vì vậy, nơi đây có rất là nhiều các loại hải sản có giá trị và là những vùng biển được đánh bắt cá nhiều trên thế giới. Và nội dung ôn tập cuối cùng đó là bài 19, lớp đất, các nhân tố hình thành đất, một số nhóm đất điển hình. Một là mã, lớp đất, các thành phần chính của đất và tầng đất. Lớp đất là gì? Lớp đất chính là một lớp vật chất mỏng, tơi xốp, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi bộ phì, độ phì thì ta gọi đó là lớp đất. Và độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng và phát triển. Thành phần chính của đất, các bạn quan sát hình 19.1, tỷ lệ các thành phần có trong đất sẽ thấy. Các thành phần chính của đất gồm có không khí, chiếm tỷ lệ 25%, nước 25%, chất vô cơ 45% và chất hữu cơ chiếm 5%. Và 3. Các tầng đất. Quan sát hình 19.2 mẫu đất, các bạn sẽ thấy các tầng đất sẽ gồm các tầng sau: tầng đá mẹ, tầng tích tụ, tầng mặt đất, tầng hữu cơ. Trong đó, tầng tích tụ có tác động mạnh mẽ đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Các nhân tố hình thành đất. Quan sát và sơ đồ sau, các em sẽ thấy được rằng các nhân tố hình thành đất gồm có đá mẹ, sinh vật, khí hậu, địa hình và thời gian. Và mỗi yếu tố thì sẽ có những cái vai trò riêng trong quá trình hình thành đất. Đá mẹ sinh ra thành phần khoáng trong đất, sinh vật sinh ra thành phần hữu cơ, khí hậu ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất, địa hình sẽ ảnh hưởng đến độ dày và độ phì của đất, và thời gian sẽ ảnh hưởng đến hình thành, càng lâu thì tầng đất sẽ càng dày hơn. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới. Các nhóm đất điển hình trên thế giới gồm có đất đen thảo nguyên ôn đới, đất bosdol, đất đỏ vàng nhiệt đới. Và mỗi loại đất như vậy sẽ có những phân bố ở những vùng khác nhau và có những đặc điểm riêng. Ví dụ như đất đen thảo nguyên ôn đới phân bố ở khu vực ôn đới của châu Á, Âu, Mỹ. Đặc điểm của loại đất này là giàu mùn, có màu đen là loại đất rất tốt. Đất bosdol phân bố ở rìa phía tây bắc châu Âu và rìa đông bắc Mỹ. Đặc điểm có tính chua, nghèo mùn và rất là ít dinh dưỡng. Đất đỏ vàng nhiệt đới phân bố quanh vùng xích đạo đến hai chí tuyến các châu lục. Đặc điểm của loại đất này là tầng đất dày, chua, ít dinh dưỡng và có màu đỏ vàng. Vừa ôn tập cho các em những nội dung chính của phần địa lý để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2. Về nhà, các em nhớ học bài theo đề cương để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 thật tốt. Cô chúc các em làm bài đạt điểm cao. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.